Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2016-2020, thành phố có 19 dự án nhà ở xã hội với gần 15.000 căn hộ. Các dự án nhà ở xã hội này sau khi xây xong chủ yếu là cho thuê mua thay vì cho thuê. Trong khi đó, theo khảo sát của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay 80% công nhân, người lao động tại các cơ sở này có nhu cầu thuê nhà thay vì sở hữu một căn nhà. Điều đó cho thấy nhu cầu thuê một căn nhà ở xã hội hiện nay là rất lớn, nhưng sản phẩm lại quá hiếm hoi. Trong bối cảnh đó, hai dự án nhà ở xã hội cho thuê tại quận Bình Tân là chung cư Lê Thành An Lạc và Lê Thành Tân Tạo của công ty Lê Thành với gần 4.000 căn hộ đầy đủ tiện ích như nhà trẻ, siêu thị, công viên, bảo vệ. Giá thuê chỉ hơn 1 triệu đồng đã đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp. Theo đó, người thuê nhà ở xã hội sẽ trả trước 100 triệu đồng khi ký hợp đồng. Số còn lại sẽ trả mỗi tháng 6 triệu trong vòng từ 8 đến 10 năm và được thuê đến 49 năm. Từ năm 2020, sau nhiều năm phải liên tục chuyển chỗ ở trọ, vợ chồng chị Nguyễn Hồng Vân bắt đầu dọn về ở tại căn hộ C1.35, chung cư nhà ở xã hội Lê Thành An Lạc tại phường An Lạc, quận Bình Tân. Căn hộ chị thuê có diện tích 42m2, gồm một phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh, phòng khách. Kính thưa quý vị, đây là cái dự án chung cư Lê Thành An Lạc tại quận Bình Tân với số lượng là gần 1.000 căn hộ. Có đầy đủ tiện ích như là trường mầm non, công viên, siêu thị và tất cả các cái tiện ích khác. Tuy nhiên cái giá thuê chỉ nằm dao động từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu đồng. Và đây là một trong hai cái dự án nhà ở xã hội cho thuê duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh đến thời điểm này đã đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu cho người lao động, đặc biệt là người lao động thu nhập thấp. Từ khi tôi dọn về đây thì thấy điều kiện sống ở đây rất là thoải mái. Có trường học cho bé học, có công viên cho bé chơi, rồi cũng có bảo vệ rất là an ninh. Thì nhiều khi ngủ không khóa cửa mình cũng không sợ nữa. Với cái số tiền bỏ ra lúc đầu á, 100 triệu thì mình tâm thấy cũng ổn, mỗi tháng góp 6 triệu thì cũng giống như mình đi thuê hàng tháng thôi, là mỗi tháng cũng tầm 4-7 triệu là ở thành phố Hồ Chí Minh này rồi. Khi ở đây là mình có hợp đồng thuê 49 năm thì tính ra cái số tiền mà hàng tháng mình chia ra thuê thì cũng khoảng tầm 1 triệu hơn thôi, rất phù hợp với các cặp vợ chồng trẻ. Tôi dọn vô đây từ đầu năm 2020. Thì ở đây thì có trường mầm non và siêu thị, thì tôi ở đây thì tôi thấy có rất nhiều tiện ích. Tôi ở đây thì tôi gửi con nhỏ ở dưới đây, đi làm thì gần đường xá thì cũng rộng rãi, công viên thì dưới đây rất là thoáng mát, có chỗ cho hai bé nhà tôi chơi, rất là sạch sẽ. Thì ở đây thì không gian thì phù hợp với gia đình tôi và điều kiện và tài chính của gia đình. Hai dự án của công ty Lê Thành là những dự án nhà ở xã hội hiếm hoi, chỉ dành để cho người có thu nhập thấp thuê. Nhu cầu rõ ràng là rất lớn, nhưng thực tế loại hình nhà ở xã hội chỉ để cho thuê hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh là rất hiếm. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố, khi xem xét hồ sơ cho các đối tượng vay tiền thuê mua nhà ở xã hội cho biết, ngân hàng luôn sẵn tiền nhưng tỷ lệ giải ngân rất thấp. Ông Bùi Văn Sủng, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố cho biết, trong 4 năm từ năm 2018 tới năm 2021, ngân hàng này chỉ giải quyết cho vay được 250 khách hàng vay mua nhà ở xã hội. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp, theo ông Sổng là thiếu nguồn cung. Cùng với đó, theo quy định, ngân hàng chỉ có thể cho vay 80% tổng giá trị hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội. Điều này có nghĩa là nếu căn nhà có giá trị 1 tỷ đồng, thì người vay phải có sẵn 200 triệu đồng. Đối với người thu nhập thấp, việc phải có sẵn vốn 200 triệu đồng là điều không hề đơn giản. Đó là chưa kể nhà ở xã hội có giá 1 tỷ đồng hiện nay gần như không còn. Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố cho rằng, hướng đi phù hợp hiện nay vẫn là nhanh chóng đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để tạo nguồn cung. Trong đó đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thay vì chủ yếu là thuê mua như hiện nay. Theo quy định, người thu nhập thấp cũng là đối tượng được vay để thuê nhà ở xã hội. Ông Sổng cho rằng, hướng đi này sẽ giúp ngân hàng giải ngân nhanh hơn nguồn vốn vay thuê mua nhà ở xã hội. Người dân cũng sẽ dễ dàng tiếp cận hơn. Theo ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố phấn đấu phát triển 2,5 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội, tương đương với khoảng 35.000 căn, trong đó có 7.000 căn dành để cho thuê. Ông Khiết thông tin trong 5 năm tới, ngân sách chỉ có khoảng hơn 3.700 tỷ để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, trung bình mỗi năm chỉ có khoảng 700 tỷ đồng tập trung cho nội dung này. Ông Khiết cho rằng đây là con số rất thấp, nên chủ yếu vẫn phải có chính sách để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội
để đạt mục tiêu 35.000 căn trong giai đoạn này.